Chào các bác. Đây hôm nay em lại có một cái cây giới thiệu với các bác, đó chính là cái cây Long Tu Xuân. Long Tu Xuân cây này nó là cây năm cánh trắng, nó khác với cây hôm nọ. Cây này là cũng là năm cánh trắng nhưng mà họng của nó sạch tinh. Còn cái cây hôm nọ thì là họng của nó hơi á một chút. Có nghĩa là họng của nó vẫn là màu tím. Còn cây này là họng của nó trắng tinh. Cây này thì nó chỉ có hai màu, màu trắng và màu vàng thôi. Nó năm cánh trắng các bác. Đây các bác nhìn ngang thì sẽ thấy là họng của nó là trắng đúng không? Họng nó không á một chút nào cả. Thì cây này không phải là nó không phải là nó quá khó trồng ít hoa đâu. Còn cây này thân nó ngắn, cây này là hoa từ kỳ. Các anh chị ạ, còn những cái mà nó thân của nó thì năm nay thì nó lại chưa ra hoa. Đấy. Thân của nó chưa ra hoa. Đây là cái kỳ thì nó lại hoa trước. Bây giờ là đang ở tháng 3 rồi mà chưa ra. Thì đấy là tỷ lệ nở của nó, của cái dòng Long Tu này thì nó cứ nở cả mùa xuân. Có cây thì nó nở sớm, cây nở muộn. Có cây thì bây giờ là nó nở hết rồi. Có cây thì bây giờ nó mới đang nụ. Có cây thì nở. Có cây thì nó chưa nứt lên. Như cây này thì nó là một cái thân kỳ năm nhất, nó dài khoảng 20 cm, gần 20 cm thì nó đang có hoa. Thì cái cây Long Tu Xuân này em thấy là đột biến trắng tuyền ấy thì rất là hiếm. Nó chỉ có 5 cánh trắng thôi các bác. Trắng tuyền nó hiếm lắm và em chưa được sở hữu cây nào cả. Nhưng còn Long Tu Xuân 5 cánh trắng này thì em cũng sở hữu được vài giống, nhưng về cơ bản thì cứ gọi nó là một loại Long Tu Xuân 5 cánh trắng thôi, chứ em cũng không phân định ra nó là cái cây 5 cánh trắng nào cả. Bởi thực ra bây giờ thì nếu mà như phi điệp ấy thì mỗi cây thì người ta lại đặt một cái tên. Nhưng Long Tu Xuân này thì người ta chơi chưa để ý lắm. Nên là em cứ sưu tầm về để đấy nuôi nhân. Cứ ghi là Long Tu Xuân 5 cánh trắng thôi. Cũng có bán chia sẻ giao lưu nhưng mà cái này gần như ít người thích. Nên là cũng chưa có nhiều để giao lưu cho các bác. Đấy, thì em giới thiệu các bác là cái cây Long Tu Xuân 5 cánh trắng này, họng nó sạch tinh. Còn cái cây hôm nọ là họng nó còn ám. Nhưng về cơ bản cái bản chất của nó ấy, thì cái mầm nó đều là xanh sạch. Cái Long Tu Xuân này, Long Tu này thì nó đều cái mầm nào nó đều là xanh sạch hết. Và thân của nó thì giống nhau và nó đều bị lõm đến khoảng một nửa cái đốt mà nó có nghĩa là lõm cái mắt hoa vào đấy, mắt hoa hoặc mắt kia. Và một nửa cái đốt của cái cây này. Còn cây hoàng thảo vôi thì nó sẽ dài hơn. Nó lõm dài gấp gần hết một cái mắt này. Đấy, đấy là như những cái em hay nhận biết khi mà nó không có hoa hoặc không có lá. Thì là chúng ta cũng có thể nhận biết rằng là cái mắt này của nó lõm vào. Là cái Long Tu này lõm vào, mắt nó lõm vào, thân già lõm vào rất sâu. Còn thân tơ thì nó cũng lõm những ít hơn. Đây các bạn nhìn này. Cũng lõm những ít hơn. Đấy. Còn thân già nó mắt nó lõm rất là nhiều và lõm khoảng tầm một nửa cái mắt, một nửa cái đốt. Cái đốt của cây Long Tu. Thì cái cây Long Tu này thì nó cũng là một trong những cây bộ sưu tập lan đột biến các loại. Bởi vì em sưu tầm thì như em bên em thì cái gì cũng mỗi thứ có một tí. Chứ không hẳn là phi điệp. Nhiều nhà vườn thì chỉ có phi điệp là chủ yếu thôi, như nhà em gần như cái gì đột biến lạ là em cũng đều sưu tầm. Sưu tầm là có giống là nuôi nhân giống, bảo tồn những cái cây quý hiếm. Đấy, mọi người nhìn thấy là cây này nó sạch tinh. Ở trong họng của nó đấy, cái mũi, cái trụ nhụy của nó đấy, nó hơi vàng vàng. Nhưng nó là trong sạch trắng, sạch tinh màu trắng. Cánh của nó thì cây này thì mọi người nhìn có thể thấy luôn. Nhưng còn những cái cây nào mà mình xác định là cánh nó có trắng hay không ấy, thì các anh chị cứ đặt cái tờ giấy trắng lên là xong, là biết ngay là cái cây đấy nó có phải năm cánh trắng hay không. Thì đấy là anh chị tham khảo. Còn trồng cái loại Long Tu này, trồng chăm sóc của nó cũng dễ thôi. Nhiều các bác cứ hay trồng vào dớn ấy, dớn cọng ấy. Hoặc nó nôm na là giá thể thoát nước tốt. Thì các anh chị có thể trồng các loại như là cây gỗ vú sữa này, cây gỗ nhãn này, vỏ cây thông này, hay là sỏi nhẹ đá bọt, hay là một số những cái dạng như dớn cọng hay là sơ dừa đều được. Miễn làm sao mà các bác cung cấp cho nó lượng ẩm vừa phải đủ. Khi mà ẩm quá nhiều ấy, thì nó cũng rất là dễ bị thối rễ. Đấy,
Thì đấy là một trong những cái cơ bản các bác cần lưu ý khi chăm sóc cái cây này. Bởi vì nếu như quá ẩm thì nó thì dễ chết rất là nhiều và nó sẽ lây lan, làm hỏng cái cây, hỏng bộ rễ và sẽ hỏng cái cây mà mình chăm nuôi trồng. Thì mình cứ lựa chọn hai loại, một là giá thể thoát nước tốt, hai là giá thể giữ ẩm tốt cho cả vườn, để cho cái cây nó đồng nhất với giá thể thì các anh chị tưới nó rất là dễ, tưới chăm sóc rất là dễ. Nhiều khi các bác là không tưới được thì có thể nhờ người nhà tưới, thì có nghĩa là cứ tưới cứ đẫm thì thôi, tưới chán tay thì thôi. Ví dụ như một số loại giá thể thoát nước tốt, ví dụ như là cái cây cục cây gỗ chẳng hạn, hoặc là những cái giá thể vỏ thông hay xỏ nhẹ hay là đá bọt, thì nó giữ ẩm nó cũng vừa phải và nó thoát nước rất là nhanh. Thì anh chị có thể tham khảo một số những cái loại giá thể đấy và một số những cái loại giá thể giữ ẩm, rêu hay là sơ dừa, dớn, dùng vân vân. Thì các anh chị có thể tham khảo thêm và có thể liên hệ nhân viên tư vấn. Cảm ơn tất cả các bác. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn.